Kính thưa quý vị, sáng hôm nay 14 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là phiên họp có số lượng nội dung lớn nhất từ đầu năm đến nay với 21 nội dung tập trung vào công tác giám sát, lập pháp và một số vấn đề quan trọng khác. Với khối lượng công việc lớn như vậy, thời gian phiên họp sẽ tương đối dài, tổng thời gian là 7 ngày, được bố trí linh hoạt thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, đợt 2 từ ngày 24 tháng 8 đến sáng ngày 26 tháng 8. Theo chương trình kế hoạch giám sát năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đồng thời tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thực hiện quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của 53 đoàn đại biểu Quốc hội với 132 nhóm vấn đề chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét quyết định dành một ngày, tức ngày 15 tháng 8, để tổ chức chất vấn đối với hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp, nhóm thứ hai thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo của ba đoàn giám sát chuyên đề trong năm 2024. Trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với 8 trên 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Cho ý kiến lần đầu đối với 2 trên 8 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, chiều 14 tháng 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88/2014 Quốc hội 13 và nghị quyết số 51/2017 Quốc hội 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88/2014/QH13 và nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho thấy, việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học ở nhiều cơ sở giáo dục chưa đạt hiệu quả cao, nhất là vùng có điều kiện khó khăn. Việc thiết kế nội dung tích hợp ở các môn học cấp trung học cơ sở chưa hợp lý, chưa bảo đảm tính liên môn. Nội dung kiến thức của một số môn học chưa thực sự tinh giản, gây áp lực đối với học sinh. Chính sách thi tốt nghiệp trung học phổ thông thiếu ổn định làm cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh thường xuyên bị động. Tình trạng thừa thiếu giáo viên diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhất là giáo viên dạy các môn tích hợp, môn học mới. Cả nước còn thiếu hơn 100.000 giáo viên, thừa cục bộ khoảng 5.000 giáo viên. Việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn nhiều lúng túng. Việc thẩm định đối với một số sách giáo khoa chưa chặt chẽ dẫn tới chất lượng một số sách giáo khoa chưa bảo đảm. Có tình trạng khan hiếm, thiếu sách cục bộ đối với một số đầu sách trước thềm năm học mới. Việc mua sách giáo khoa ngoài thị trường gặp khó khăn. Tình trạng in sách lậu, phát hành sách giáo khoa giả diễn ra phức tạp. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cao, tăng 2-4 lần, chiết khấu tăng 30%. Ngân sách nhà nước chưa bảo đảm được đầy đủ nhu cầu đầu tư để thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong cả giai đoạn 2014-2022, tổng kinh phí bố trí thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông chiếm 1,46% tổng chi ngân sách nhà nước. Đối với giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một cuộc đổi mới có chiều sâu, toàn diện và triệt để nhất so với các lần đổi mới trước đây đã từng thực hiện kể từ giữa thế kỷ thứ 20. Sự kỳ vọng và đổi mới là rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, cường độ và tốc độ đổi mới rất nhanh, phương pháp thì có nhiều điểm phi truyền thống, điều kiện triển khai thì khó khăn mọi bề. Những con tàu cải cách giáo dục của chúng ta đang lao nhanh về phía trước, chỉ có đường tiến, không có đường lùi. Vì vậy, trong mục tiêu kép, nhiệm vụ kép đạt được những gì như báo cáo đã ghi nhận, đó là một sự nỗ lực phi thường của hàng triệu giáo viên và học sinh, đó là sự nỗ lực của chính phủ, của các bộ ngành, của 63 tỉnh thành trên cả nước. Trưởng ngành giáo dục cũng phân tích và đưa ra quan điểm của bộ về sách giáo khoa. Vẫn đang còn tồn tại những quan điểm khác nhau về bản chất và vai trò của sách giáo khoa trong hoạt động dạy và học theo chương trình mới. Nhà nước nắm và trông coi chương trình thống nhất toàn quốc, đó là nội dung lõi của giáo dục, là pháp lệnh, còn sách giáo khoa là học liệu, là công cụ, là cái hỗ trợ cho giáo viên để truyền đạt chương trình, thực hiện các yêu cầu môn học.
chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu đã đa dạng và linh hoạt. Vậy có cần một bộ sách giáo khoa, tức một bộ học liệu của nhà nước hay không? Trong số hàng trăm bài giảng trên truyền hình, giáo viên đã dạy theo chương trình với sự chuẩn bị riêng mà không cần theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Vậy có cần Quốc hội phải thông qua việc giao Bộ Giáo dục Đào tạo chuẩn bị nội dung cho một bộ học liệu hay không? Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị có nghị quyết riêng về đổi mới giáo dục và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ, trình Quốc hội các phương án về tăng cường điều kiện đảm bảo cho đổi mới giáo dục, đặc biệt và quan trọng nhất, làm sao cho đội ngũ giáo viên sống bằng nghề. Thảo luận vào báo cáo giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói trên, rất nhiều quan điểm về các vấn đề sách giáo khoa như giá sách, in ấn, phát hành được các đại biểu đưa ra. Đa số các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục khi thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Theo chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, mỗi môn học có nhiều sách giáo khoa và nhiều sách giáo khoa là giải pháp quan trọng để thay đổi mục tiêu dạy học từ truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển năng lực, mục tiêu cao và xa hơn so với kinh phí. Vẫn kiên định thực hiện mục tiêu nhưng có lộ trình cụ thể với từng vùng miền, đối tượng, đẩy mạnh xã hội hóa trong mọi khâu. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần nghiên cứu kỹ quan điểm của Nghị quyết 58 về chủ trương biên soạn sách giáo khoa cũng như kiểm soát chặt các khâu có liên quan. Chúng ta phải nhất thiết phải có cái cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ khâu biên soạn, in ấn, phát hành và chúng ta phải giảm giá sách giáo khoa phù hợp đối với thu nhập của người dân. Đề nghị là chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông để tạo sự thống nhất cao trong nội bộ ngành giáo dục đào tạo và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện tốt hơn nữa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Việc lớn thế này mà chúng ta không nhận được cái sự đồng tình ủng hộ cao của người dân thì chúng ta khó khăn là lẽ đương nhiên. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, vấn đề đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông là vấn đề rất quan trọng, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất thận trọng. Qua thời gian thực hiện, tình hình giáo dục phổ thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, song cần có những đánh giá rà soát kỹ lưỡng lại nhiều vấn đề. Chỉ cần đánh giá kỹ hơn về cái chủ trương là một chương trình mà nhiều bộ sách giáo khoa. Chúng ta phải nhìn nhận lại cái việc này. Kinh nghiệm quốc tế đến đâu và chúng ta thực hiện như thế nào? Rồi vai trò của giáo khoa, chúng ta nói rằng là giáo khoa nó chỉ là cái gì, học liệu, chương trình là thiết kế mục tiêu rồi định hướng cơ bản, còn giáo khoa nó là vấn đề triển khai về nội dung, không thể nói là giáo khoa nó là không quan trọng được. Rồi người dạy muốn dạy gì thì dạy được, đương nhiên là giáo khoa có tốt đến mấy thì cũng không thể thay được cho người thầy, nhưng mà nó là từ chương trình mới ra giáo khoa. Giáo khoa mới ra đến bài giảng, đến thầy giảng. Cái bộ sách giáo khoa là nó quy định cái nội dung, nó là thể chế cái cốt lõi nhất của chương trình. Chúng ta chỉ nhận xét nói là nó là một cái loại học liệu đơn thuần, không phải. Không hoàn toàn đúng như thế đâu. Thế rồi này tôi đề nghị công trình tiếp tục đánh giá. Về chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, Chủ tịch Quốc hội nhận định đây là vấn đề đúng, song cần đánh giá kỹ việc hiểu chủ trương này, hiểu Nghị quyết 58. Theo Nghị quyết 58, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức biên soạn đầy đủ một bộ sách từ 1 đến 12 khuyến khích, các tổ chức khác tham gia biên soạn một hoặc một số đầu sách theo khả năng. Vào sáng nay 14 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Về dự ngày hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Trong không khí tươi vui của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ với những cách làm hay, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì hàng năm, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia để thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã tặng quà cho các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tặng quà cho các già làng tiêu biểu, người có uy tín. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi lãi suất tiết kiệm tiếp tục đà giảm các tháng gần đây, lãi suất cho vay cũng giảm theo. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân tiếp tục giảm còn 8,6% một năm, giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái. Theo nhiều chuyên gia, thì lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành thông tư cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học Liên chi đoàn năm 2023 với chủ đề Một số vấn đề về phát triển kinh tế Việt Nam sau tác động của đại dịch COVID-19 do Liên chi đoàn các đơn vị Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Từ điển học và Bách khoa Thư Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội trực thuộc Đoàn Thanh niên, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. Thông qua hai phiên thảo luận thực trạng và cơ hội phục hồi phát triển nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19 và cơ chế chính sách phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, thực tiễn áp dụng vào một số khuyến nghị, hội thảo một số vấn đề về phát triển kinh tế Việt Nam sau tác động của đại dịch COVID-19 là dịp để các đoàn viên thanh niên chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Nhân văn có cơ hội trình bày và trao đổi về những vấn đề nghiên cứu, cung cấp thông tin xung quanh chủ đề của hội thảo. Các đại biểu đã chia sẻ nhiều tham luận chất lượng, tâm huyết như đánh giá về thực trạng chuyển đổi số của Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh nội dung chuyển đổi số hướng đến phục hồi và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, nhằm phát triển ngành du lịch trong thời gian tới, thông qua tham luận một số đề xuất đã được đưa ra như phát triển các hướng đi mới cho ngành du lịch, tăng cường hỗ trợ để phục hồi các doanh nghiệp và nhân lực ngành du lịch. Lễ ký kết và diễn đàn sáng kiến hộ chiếu Logistics Thế giới và khai phá tiềm năng hợp tác về Logistics giữa Việt Nam và UAE do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện Đại sứ quán UAE tại Hà Nội và các chuyên gia Logistics đã trao đổi về những lợi ích mà sáng kiến hộ chiếu Logistics Thế giới đem lại cho các doanh nghiệp thành viên, giới thiệu về cơ hội và tiềm năng hợp tác Logistics giữa Việt Nam và UAE. Hiện các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam khi được UAE cấp hộ chiếu Logistics Thế giới đều sẽ được tạo thuận lợi và hỗ trợ về thông quan, miễn thuế hàng không, giảm thời gian kiểm tra và đưa lên phương tiện vận tải nhanh chóng miễn phí, giảm thời gian lưu kho lên tới 48 giờ. Hàng hóa có thể được thông quan trước khi đến cảng, nhờ đó tiết kiệm thời gian và 40% chi phí vận hành. Việc ứng dụng hộ chiếu Logistics Thế giới hiện chiếm tới 47% tổng kim ngạch thương mại thế giới và tất cả các châu lục đều có các quốc gia tham gia. Thưa quý vị, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế trọng tâm. Trong đó chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng là nền tảng thúc đẩy ngành công nghiệp này ngày càng phát triển và có đóng góp lớn hơn vào tỷ trọng toàn nền kinh tế. Doanh nghiệp phần mềm này hiện có 30 nhân viên, trong đó có 28 người là kỹ sư phần mềm được đào tạo tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn và được tuyển dụng, doanh nghiệp sẽ có kế hoạch tiếp tục đào tạo, nâng cao kỹ năng mềm và ngoại ngữ cho nhân viên. Và những bạn mà có kinh nghiệm như tiếng Anh cũng sẽ không được đảm bảo lắm. Vì thế nên khi mà tuyển dụng ở công ty thì chúng tôi cố gắng là duy trì cái việc mà sử dụng tiếng Anh để làm việc cùng trong nội bộ. Thế như thế các bạn có thể mạnh dạn và là tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh. Doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ thông tin toàn thành phố Đà Nẵng trong 4 tháng đầu năm nay đạt 8.000 tỷ, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố có 37 cơ sở đào tạo nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, đòi hỏi các trường phải đổi mới quy trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thì cái tốc độ tăng trưởng cao một năm thì bình quân là khoảng từ 20 đến 25%. Chính vì vậy rằng là cái đặt ra đối với cái nguồn nhân lực cũng cần phải có cái là thay đổi quy trình đào tạo. Làm sao để cái nguồn nhân lực đào tạo như thế thì khi ra trường có thể rằng là có thể tiếp cận được ngay cái quy trình của làm của các cái doanh nghiệp. Là nên có cái nối kết thường xuyên giữa doanh nghiệp và nhà đào tạo, đặc biệt là qua các kênh được đặt yêu cầu trước dài hạn 5 năm, 3 năm.
để mà chúng tôi có thể đào tạo đúng được yêu cầu của doanh nghiệp. Nhằm sẵn sàng nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành thông tin truyền thông của thành phố cũng đã ban hành kế hoạch 139 với mục tiêu đến năm 2025, thành phố có 4.650 doanh nghiệp công nghệ số cùng 75.000 nhân lực công nghệ số. Thưa quý vị, sau khi thử nghiệm và nhận được phản hồi tích cực từ du khách, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã chính thức đưa sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ Audio Guide App phục vụ du khách. Những khu đền tháp cổ được tái hiện một cách chính xác đầy đủ để khách du lịch trải nghiệm thú vị hơn khi đến tham quan tìm hiểu văn hóa độc đáo Mỹ Sơn. Đây cũng là một trong những bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thiết lập 40 mã quét QR tại nhiều vị trí thuận lợi trong khu đền tháp, tương ứng với 40 câu chuyện thú vị về văn hóa lịch sử. Sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ cập nhật 6 thứ tiếng gồm Việt, Trung, Pháp, Anh, Hàn và Nhật. Du khách cũng có thể chủ động chọn ngôn ngữ, nghe lại nhiều lần và dễ dàng sử dụng. Hiện tại thì các điểm ở đây, ở trong Mỹ Sơn thì có tất cả là 40 điểm. Thì khi khách đi tới đâu thì cũng sẽ nhận biết được. Nếu như ở Mỹ Sơn có thể hoàn thiện hơn là khách có thể thanh toán online. Ví dụ như là chưa mua vé ở ngoài cổng, chưa mua vé thuyết minh ngoài cổng. Khi vô đây thấy những điểm này và muốn hiểu hơn thì có thể scan code và bắt đầu sẽ thanh toán online thì khách hàng sẽ tiện lợi hơn. Hiện nay, du khách đi theo nhóm nhỏ, du lịch phượt, riêng lẻ đang là xu thế phát triển. Chính vì vậy, hình thức thuyết minh đa ngôn ngữ sẽ phù hợp hơn, giảm tải cho hướng dẫn viên trong khu di sản. Đây cũng là cách tiếp cận và quảng bá danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, từng bước tiến tới số hóa trong ngành du lịch Quảng Nam. Chúng tôi hiện nay đang xây dựng một cái phần mềm là kết nối toàn bộ các cái di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các cái di sản văn hóa và chúng tôi số hóa trở thành những cái điểm đến để phục vụ cho du khách. Ở hai cái gọi là nền tảng đó là du lịch ảo và du lịch thực tế. Khi mà kết nối được toàn bộ này đưa vào số hóa và đưa lên cái phần mềm du lịch thông minh xong thì du khách có thể ở khắp nơi cũng có thể vào thăm được các cái điểm tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Việc áp dụng công nghệ số ở điểm du lịch nổi tiếng như Mỹ Sơn đã giúp du khách dễ dàng tiếp cận kho tàng thông tin, hiện vật. Đây cũng là điểm nhấn để hoàn thiện bức tranh du lịch xanh mà ngành du lịch Quảng Nam đang hướng tới. Tiếp theo chương trình, tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khách trên quốc lộ 1 qua Phú Yên. Người dân đổ xô đi sang tên xe trước ngày thông tư số 24 có hiệu lực. Kính thưa quý vị, đến 9 giờ sáng nay 14 tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc đưa các xe ô tô khách bị hư hỏng trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa, Phú Yên rời khỏi hiện trường để tiếp tục điều tra và xử lý. Vào khoảng 2 giờ cùng ngày tại km 1243+300 quốc lộ 1, đoạn qua phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách mang biển kiểm soát 77F00031 do tài xế Từ Trung Nghĩa sinh năm 1980, trú tại tỉnh Bình Định điều khiển theo hướng Nam Bắc, với ô tô khách mang biển kiểm soát 51B25400 do tài xế Võ Văn Quốc sinh năm 1987, trú Bình Định, đang lưu hành cùng chiều. Sau đó, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 51B25400 tiếp tục va chạm với ô tô khách mang biển kiểm soát 77B02220 do tài xế Trần Đình Hải sinh năm 1981, trú tại Bình Định điều khiển lưu hành cùng chiều phía trước. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mỗi xe ô tô khách chở trên 30 người, nhưng rất may không có thương vong. Một số hành khách hoảng loạn đã đập kính xe để thoát ra ngoài. Giao thông qua khu vực này gặp khó khăn do các xe bị tai nạn nằm giữa đường. Vào ngày mai 15 tháng 8, thì thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Biển kiểm soát xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Và trước thực tế này thì hiện tại người dân đang đổ xô đến các địa điểm đăng ký xe để làm thủ tục sang tên trước khi thông tư có hiệu lực. Theo ghi nhận của phóng viên tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an thành phố Hà Nội, từ đầu giờ sáng đã có rất đông người dân đến để làm thủ tục sang tên biển số xe. Cá nhân tôi thì đến trước đây là thứ năm tuần trước,
mới biết được thông tin. Thế và ngày thứ bảy chủ nhật thì đã nghỉ rồi. Thế hôm nay đến thứ hai và còn rất nhiều người dân cũng vẫn đang xếp hàng để thực hiện. Quy định mới về biển số định danh có lợi cho cả người dân và cơ quan quản lý, góp phần vào quá trình hội nhập và quản lý hành chính nhanh gọn và tiện lợi hơn, do đó nhận được đa số sự đồng tình từ phía người dân. Thì mình thấy cái lợi ích của việc này rất là tốt, vì là thực ra các nước đang phát triển ấy, họ cũng đã làm cái điều này, họ tích hợp bằng lái xe này, xong rồi tích hợp mọi thứ, là họ sẽ tích hợp kiểu phạt nguội hoặc đi đâu ấy, thì là mình thấy cái việc cấp định danh này khá tốt, về chi phí các thứ thì nó cũng không bị mất, như kiểu cứ mỗi lần mua một cái xe là phải bấm cái biển mới. Đối với các cái phương tiện mà làm thủ tục sau ngày 15, từ ngày 15 tháng 8 trở đi và thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực, thì tất cả những cái người đến làm thủ tục, thì đối với người bán thì là phải đến làm thủ tục thu hồi đăng ký và giữ lại biển số, và đối với người mua thì là phải làm cái thủ tục lấy giấy thu hồi và mua và nộp thuế, xong đó là sẽ làm thủ tục đăng ký vào biển tên của mình. Và nếu mà chưa có biển thì sẽ là bấm biển mới theo quy định. Việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNID. Người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường. Đồng thời, việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 khi thông tư có hiệu lực, người dân có thể làm định danh bất cứ lúc nào, tránh trường hợp tâm lý đổ xô đến làm gây nên tình trạng quá tải. Năm học 2023-2024, học sinh các khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11 được học sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tại tỉnh Hà Giang, vào những năm học trước đã có những vụ việc vi phạm sách giả, sách lậu bị xử lý. Để các phụ huynh học sinh yên tâm mua sắm trước thêm năm học mới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này. Cửa hàng sách Phương Thảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang bắt đầu bán sách giáo khoa từ giữa tháng 7 đến nay. Việc nhập nguồn hàng đã được chủ cửa hàng đặc biệt quan tâm, bởi năm học trước lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện có sách giả, sách lậu trà trộn cùng những cuốn sách giáo khoa thật nên bị xử phạt 16 triệu đồng. Anh em quản lý thị trường kiểm tra nhắc nhở thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm. Ví dụ như là bắt đầu từ năm ngoái giờ là chúng tôi tập trung vào lấy, chỉ lấy của một đơn vị đã được nhà xuất bản gửi công văn thông báo. Sách và thiết bị giáo dục là mặt hàng khó nhận biết dấu hiệu vi phạm, nên trong quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng đã yêu cầu các đội ở các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường đã phải thường xuyên nắm bắt cái tình hình hoạt động cũng như sản xuất các cái chủng loại và các cái loại sách giáo khoa mới, để những cái làm sao phân biệt được cái sách thật sách giả và các cái tem gắn trên các cái sản phẩm sách giáo khoa, để làm sao đảm bảo cho lực lượng quản lý thị trường có cái kiến thức cơ bản tốt nhất. Qua đợt ra quân kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, về cơ bản đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem nhãn đầy đủ đúng quy định. Đồng thời tăng cường tuyên truyền và vận động hộ kinh doanh ký cam kết không vận chuyển kinh doanh sách giả, sách lậu, sách xâm phạm sở hữu trí tuệ và đồ dùng học tập không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà người còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính nhà nước Việt Nam trên tất cả các mặt, bảo đảm xây dựng một nền hành chính thực sự của dân, do dân và vì dân. Vận dụng tư tưởng của Bác, nhiều năm nay, cấp ủy chính quyền xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau không chỉ tập trung sửa đổi lề lối làm việc mà địa phương này đã và đang cải cách tổ chức bộ máy hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp mọi người dân được thuận lợi hơn khi giải quyết công việc. Là một người khuyết tật ở ấp vùng sâu vùng xa trong rừng U Minh, nhưng mỗi khi có công việc phải đến Ủy ban Nhân dân xã, ông Lê Văn Dũng luôn được cán bộ ở bộ phận một cửa tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tận tình để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, khiến ông rất hài lòng. Cán bộ ở đây thì rất tận tình lo cho dân, cho tôi. Cái nào mình không biết thì ta hướng dẫn cho mình để cho mình hiểu. Tôi thấy người dân là tôi rất hài lòng, tốt. Không chỉ có ông Dũng mà bất cứ người dân nào trong xã mỗi khi có công việc cần đến bộ phận một cửa thì họ cũng đều được đón tiếp chu đáo, hướng dẫn tận tình, nhất là việc truy cập công nghệ thông tin để theo dõi kê khai các thủ tục hành chính. Tới đây là làm thủ tục giấy tờ là rất nhanh, và cán bộ đây tiếp xúc rất là chu đáo, nhiệt tình, làm nhanh gọn.
phụ trách lĩnh vực nông nghiệp thì cũng luôn trao dồi, học hỏi, cập nhật công nghệ thông tin, các app trên điện thoại để hướng dẫn hộ dân tiếp cận công nghệ thông tin, thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ngày càng một tốt hơn. Trên địa bàn xã thì có 2.941 hộ dân. Thì hiện nay thì cũng hướng dẫn gần như là toàn bộ hết hộ dân khi đến thực hiện hồ sơ. Qua mà việc mà triển khai dịch vụ công trực tuyến thì các cái hồ sơ đa phần người dân nộp trực tuyến, có thể ở nhà thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Những cái hồ sơ xã có thể qua chuyển qua dịch vụ công ích gửi tới tận tay người dân. Đối với người dân mà đến trực tiếp bộ phận một cửa thì xã luôn có phân công từng bộ phận công chức phụ trách ở một cửa hướng dẫn người dân. Ngoài ra thì xã cũng triển khai nhiều cái mô hình cải cách hành chính ở bộ phận một cửa, như là mô hình nụ cười công sở, mô hình ngày thứ 6 không trễ hẹn hồ sơ. Qua việc mà triển khai dịch vụ công trực tuyến thì rất là hiệu quả, đáp ứng cái được cái nhu cầu hiện nay của người dân. Đây là cách làm không chỉ riêng của đội ngũ cán bộ xã Khánh Thuận, mà nó đã trở thành phong trào để các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Cà Mau thi đua triển khai trong những năm qua. Cà Mau xa các trung tâm lớn, vì vậy thì phải thực hiện cái công tác cải cách hành chính, làm sao tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, hạn chế việc đi lại. Một số nhiệm vụ của huyện nhưng mà tỉnh vẫn nhận và mình chuyển cái thông tin đó xuống cho huyện để giải quyết. Và ngược lại, những nhiệm vụ là của sở ngành nhưng mà huyện vẫn nhận và ta sẽ chuyển thông tin về sở giải quyết. Và người dân người ta không phải hạn chế tối đa việc đi lại. Bước đầu thì nói chung là dịch vụ công trực tuyến thì chúng tôi tăng hơn so với năm 2022, phải nói rất là cao. Nhiều chỉ tiêu là tăng 4-5 lần. Học bác để chăm lo cho dân, mang lại những dịch vụ tiện ích, thuận lợi cho nhân dân. Điều này không chỉ giúp cho người dân vùng cực Nam của Tổ quốc thêm tin yêu bộ máy chính quyền cơ sở, mà qua đó còn thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.